Xin chào quý vị. Tổng thống của Ukraine Zelensky điện thoại đến cảm ơn Thụy Điển. Để Thụy Điển đã có giúp đỡ cho Tổng thống Zelensky chống lại quân đội xâm lược của Putin. Nên là cùng một màu cờ vàng và áo xanh. Nên mình cũng trong tinh thần đó, Thụy Điển rất là cảm động, chảy nước mắt, vỗ tay. Thì trong tinh thần đoàn kết để mà chống quân xâm lược, mình cũng bữa nay đi bắt con cá coi như nó ở trên vùng Đại Tây Dương, con tên là con sói Đại Tây Dương đây quý vị. Xin mời quý vị coi, mình bắt đây. Đây quý vị, con sói Đại Tây Dương, quý vị thấy chưa? Quý vị sẽ vào coi nó, đây là con sói Đại Tây Dương. Đó, mình cắt đầu nó rồi. Mình sẽ gửi nó lên không phải sao mọc mà sao quả nóng. Xí nữa mình bắt nồi sao quả rồi đây nha. Đây, nồi nước này là nồi nước sôi ục ục. Mình sẽ trụng nó xong mình nấu canh chua. Đây, con này là con sói Đại Tây Dương. Đây, quý vị thấy không? Nó dữ lắm. Nó ở trong hang, nó núp xong nó ra, nó đốt con cua. Mấy con mà tới quý vị sẽ vô coi chương trình đó sau. Đây, đây là những con tôm của Tây Ban Nha. Mình mua được 5kg. Và 5kg ở đây mình mới lấy một nửa ra thôi. Đó quý vị coi đi. Đây, bắt được con sói. Con sói Đại Tây Dương. Đây quý vị coi. A Huy Hoàng Gia, trời ơi sung sướng. Bữa nay là trời Âu xa xứ đây. Con sói đây quý vị thấy không? Đó, con sói này mình sẽ không có gửi nó đi. Xong mấy con sao xa chơi nó vô lửa là nồi nước sôi là xong ngay. Đây, con này con sói dữ lắm, nó ở trong hang nó rút ra, nó đốt người ta ra, nó đốt mấy con kia. Ủa, wow, quý vị thấy không? Nó là tiếng Thụy Điển gọi là Habercat. Nó giống mà con mèo mà ở trong rừng á, mà con mèo này ở dưới biển, mấy con mà họ hàng với con cọp đó. Đó, con sói lang này. Quý vị qua tôm ở dưới mấy con này là nó quất hết á. Đó, tôi giới thiệu quý vị. Đây, cái này là của Iceland, coi như sói Đại Tây Dương. Còn tôm này là tôm của Tây Ban Nha, với là của Ý nữa. Đây, quý vị thấy con cá này là của Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đương tham gia vào vấn đề là giả quà. Đó, mình bắt, mình mua được 6kg. Coi như cũng khoảng cỡ 9 con thịt bự, rất là to. Còn nếu mình mua 6kg á, mà con nhỏ thì mình được 10 con trở lên. Con này là con si bàn. Con này mình bỏ vô chảo mình chiên, chảo dầu. À, mấy con này cũng dữ lắm. Mình chơi nó vô chảo dầu nghe quý vị. Đó, thấy chưa, quý vị thấy đẹp không? Còn con này mình sẽ cho tên quý vị sau. Con này là của Tây Ban Nha, có hiệu đàng hoàng. Đó, nó cá đeo đàng hoàng, bán có hiệu đàng hoàng nghe quý vị. Con này là 500 ngàn Việt Nam một ký, với tiền thì điển là gần 20 đô. Mình mua nguyên con, thứ dữ không quý vị thấy không? Đó, quý vị thấy nó không? Nó dài lắm. Ồ, đây mình sẽ bồng nó lên nha. Để đây, đây, wow, quý vị thấy không? Đó, đây mình bồng nó lên, chớp cho quý vị coi cho nó đẹp. Con này là con của Tây Ban Nha và mình sẽ đưa tên lên khi mình làm phóng sự cho quý vị coi. Với con sipam này nè, con này rất là ngon, cái này mà chiên là tuyệt vời lắm. Đó, rất là tuyệt vời. Còn con này thì khỏi nói rồi. Wow, cái này là mới có khúc đầu thôi đó quý vị. Wow, mấy con này mà chơi vô nước dừa thì thôi tuyệt vời. Con này là tâm số giống tâm số Cà Mau đó. Yeah, con này cũng 500 ngàn Việt Nam một ký đó. Mình mua được 5kg. Yeah, yeah, thay vì mình mua 700 đô thì mình được bớt được 10 đô, 700 đô. Và mình nấu với giá này, quý vị thấy không, chơi với giá này
Đây, giá hành, hành, giá. Đây, đây là những sản phẩm ngò ôm. À, có hẹ nữa quý vị. Cái này cái hẹ cuốn gói. Mình sẽ hấp con này. Đây, quý xin quý thị vậy, mình sẽ cắt. Cắt cái đầu này là mình kho. Với cái đuôi, khúc giữa này mình sẽ hấp. Mình cuốn gói với hẹ. Cái bún với bánh tráng. Đây, còn cái này là nấu canh chua. Hành lá, ngò, ngò gai. Giá này tuyệt vời. Nếu quý vị thấy, có giá không? Đây. Ồ, với cà chua, canh chua. Dạ, khóm. Đây, khóm gần một lít cái khóm. Hai quả mè, nếu mình nấu đủ thì một quả rưỡi. Mè rất là ngon. Dạ, tuyệt vời. Đó, rồi bún. Bún này mình tự là nấu canh chua với mình cuốn. Chấm nước mắm ngon lắm. Mình, bữa nay mình hấp không kịp. Mình chỉ làm canh chua thôi, làm con sói lang này, con sói đại Tây Dương này. Đó, ghê lắm, quý vị coi chiếu nó là hấp dẫn lắm. Nó trốn trong hang rồi, hai con, nó ghê lắm, nó giống con sói lang, nó giống con mèo vậy á. Nó ra nó chụp người ta xong cái đuôi nó dài lắm. Cái đuôi nó dài thế này quý vị. Con này ít nhất cũng chục ký này, cái này mình mua cũng 4-5 ký rồi. Đó. Lần đầu tiên á, mình trong cuộc đời mình thấy á, mà sao mà nó hợp thời quá. Rồi mình nghe. Yeah, đây con cá quá đẹp đây. Đó, con cá nằm xuống đây quý vị. Wow, nó dài thỉ. Wow. À, bé mập. Bé Zalo bé mập là làm cameraman đây. Hơi khó tánh một chút. Yeah. Đó, nhờ cameraman bé mập với cậu ấm ở trong nhà mà chương trình mới đến tay đến mắt quý vị khán thính giả. Mong quý vị khán thính giả coi và ủng hộ để cho ba người này có chương trình làm, một người dẫn chương trình MC và còn cameraman. Dạ, rồi mình gặp cái gì mình làm chương trình ấy, quý vị thấy đó, mình không có chương trình dự định trước, bất chợt ra. Trời ơi sung sướng đây. Wow, con này thiệt là trời ơi sung sướng. Quý vị thấy mặt cái này giống ủng hộ Ukraine tổng thống Zelensky không? Đó. Yeah, mặc đồ màu vàng, cờ màu xanh với màu vàng của Ukraine đó. Mà Thị Điển rất là cảm động khi nghe nói cùng một màu cờ, để biết toàn thế giới biết được đất nước Thị Điển xa xôi ở Bắc Âu. Và quý vị ở trên phi hành gia ở trên đó cũng mặc cái màu vàng và màu xanh đậm này. Đây, mong rằng quý vị được thưởng lãm và ủng hộ, cũng như là mình cùng góp phần cầu nguyện cho kẻ mắc được siêu sanh tịnh độ, sớm về với cõi vĩnh hằng của Chúa. Cầu nguyện cho người sống được bình an dưới những cái hầm hố bom đạn tàn phá. Cầu cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, an cư lạc nghiệp, con qua thế giới đống thức, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, con qua chiến tranh đi qua. Dạ, đống thức, ai cũng thức tỉnh, không có còn làm những cái chuyện mà sát nhân hại vật nữa. Đó là điều quan trọng. Còn cái này là người ta làm sẵn rồi, sẵn đó mình đem về. Đó, vâng, thì xin kính chào và thân mến quý vị. Nếu quý vị cảm thấy vui, chia sẻ và cho một like và đăng ký kênh. Lần sau mình làm chương trình video tiếp và mấy cái tiểu phẩm 15 phút 2 phút đến để gửi quý vị khán thính giả thân thương. Và xin chào, hẹn gặp lại.